tốt hơn ở cái cảm giác khi thở thường dương, cái quán tưởng của mình. Thứ hai nữa là cái có cảm giác thật nó một số cái nó lăn tăn, nó chạy thì dọc theo cái đường âm cuộc sống tưởng nó dễ. Thứ ba cái hiệu ứng tay đau, tay đau thì tự nhiên nó cũng có cái luồng nó nâng lên mà nó giật chứng tỏ khí nó tác động vào. Cái đấy là giống như khi mình cố tình mình làm cái gì đấy thì cái tay nó giật đấy, thì cái khí khi mà thở những đường này sau khi thở thì nó bắt đầu nó giật, bây giờ tự nó không làm gì đây nó vẫn còn vẫn có cảm giác sau khi thở xong rồi gần mình có ý lực nó chạy theo cái đường này. Rồi chúc mừng bác, như thế là tốt rồi.